thứ ba tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, câu 1 đến câu 11. Những kẻ cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh cha. Họ thuộc về cha, cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì cha ban cho con đều do bởi cha, vì con đã ban cho họ lời mà cha đã ban cho con. Họ đã nhận lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ cha mà đến, và họ đã tin là cha đã sai con. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ. Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu cho các môn đệ cũng như cho chúng ta thấy được sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con, và việc Chúa Giêsu hoàn toàn tận hiến chính mình cho sứ mệnh được giao phó. Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta, mục đích của cầu nguyện là đạt đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa và hiệp nhất với tha nhân. Vì khi cầu nguyện, chúng ta sẽ gần Chúa và gần nhau hơn. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta biết được nguồn gốc đích thực của Ngài. Ngài đến từ Cha, Ngài nói và Ngài làm theo ý Cha. Các môn đệ là những người thuộc thế gian, được Chúa Cha lấy từ thế gian mà ban cho Chúa Giêsu, nên các môn đệ không còn thuộc về thế gian dù sống trong thế gian. Chúng ta cũng là những người được Chúa Cha lấy từ thế gian để hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu. Nhưng trong thực tế, chúng ta vẫn sống lối sống của thế gian và chỉ thuộc về Chúa Giêsu một cách nửa vời. Sứ điệp lời Chúa nhắc nhở chúng ta về phẩm giá cao quý của mình, đó là chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa Cha, thuộc về Chúa Giêsu chứ không thuộc về thế gian này. Xin cho chúng ta biết sống xứng đáng với hồng ân Chúa ban. Amen.